chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn dòng sản phẩm chuột chính hãng của Apple. Đây là chiếc Apple Magic Mouse. Bên trên bề mặt của con chuột này có hình dạng logo hình quả táo. Sau đây chúng ta sẽ cùng mở chiếc chuột này ra. Và tôi sẽ nêu qua một số đặc điểm nổi bật của sản phẩm này. Bên trong thì có chuột và sách hướng dẫn. Thiết kế khá là nhỏ gọn, vừa tay người cầm. Đặc điểm của sản phẩm này là nó có thể tích hợp dành cho tất cả các dòng MacBook, dùng thay thế cho touchpad trên bàn phím MacBook. Hoạt động của con chuột này dựa trên cử chỉ cử động của các đầu ngón tay để thực thi công việc và những di chuyển ngang dọc của đầu ngón tay để cuộn web. Chuột sử dụng công nghệ laser để kiểm soát chuyển động nhanh chóng và chính xác, thích ứng được với rất nhiều bề mặt khác nhau, kết nối với MacBook bằng Bluetooth trong phạm vi 10 m. Và về pin thì pin có thể sử dụng bền bỉ trong vòng 4 tháng. Sản phẩm này đang được bán ở Westcom với giá là 1.688.000 đồng. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này, có thể qua trực tiếp showroom Westcom 14 Thái Hà mới hoặc truy cập vào website westcom.vn để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm này. Xin chào.